Hello mọi người nha. Hôm nay thì là ngày 18 tháng 12 năm 2020. Ngày mai là mình sẽ đi Hà Nội. Ngày mai cũng là cái lúc mà khai trương cái shop B&B Bình Tân á, nhưng mình cũng không ghé được. Nhưng mà cũng xin thông báo cho anh em là ngày mai cũng là một khai trương của một cái sân cầu lông rất là đẹp các bạn. Đó là sân cầu lông La Vi. Đây là sân của anh Hiển và chị Bông, tức là vợ của anh. Thì mà hôm nay thì mình cũng trước khi ngày khai trương ngày mai á, thì anh Bông và chị Hiển thì anh Hiển và chị Bông thì có mời mình qua sân để xem cái sân. Thì hôm nay cũng là một buổi đánh thử nữa, nên là mình sẽ qua để cho anh em coi nhé. Địa chỉ sân của chúng ta sẽ là 458B Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4. Đó, anh em quận 4 là có một cái sân rất là rộng rãi. Để mình xem có bao nhiêu sân đây, mình nghĩ rằng 1, 2, 3, 4 khoảng 5, 6, 7 sân gì đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dẫn anh em để qua coi cái sân của chúng ta sẽ như thế nào nha. Nhưng mà mình nghĩ rằng nó rất là đẹp đấy các bạn. Các bạn sẽ rất bất ngờ. Và mình thấy rằng tiêu chuẩn của sân này cũng sẽ rất là khá là cao đấy. Ok, chúng ta đi nha. Giờ là đi hết đâu khoảng 45 phút rồi mọi người. Là bây giờ mình đang ở cái Majestic của thành phố Hồ Chí Minh đây. Mình nói thật với các bạn, đi từ cái khúc mà Gò Vấp đi lên tới đây là không là muốn ngáo đá rồi đó. Vừa kẹt xe mà rất là mệt. Và bây giờ mình đang hướng qua cái cầu bên này để mình qua bên Nguyễn Tất Thành. Thì địa chỉ sân của chúng ta nãy như mình nói là 458B Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4 các bạn. Thì qua cầu này chắc đi cái đường Nguyễn Tất Thành này nó cũng rất là kẹt nha các bạn, nên là các bạn cũng phải lưu ý nha. Nên là thường mà đi, nãy là mình tính là đi sớm nên mình lên đánh sớm á, nhưng mà mình tới đây là mình đi là từ lúc 6 giờ mà tới giờ là 6:40 rồi các bạn. Tí nữa bắt đầu qua kia thêm đoạn nữa chắc phải cỡ đi 45 phút thậm chí là 50 phút thì mới tới nơi. 4:60 này. Đây sân cầu lông và La Vi, các bạn thấy cái chữ không? Đấy, nay bên tay phải kế cái tiệm thuốc Bảo Ngọc Mòn đây các bạn này, sân cầu lông La Vi. Thì sân ở bên trong này. Và bên này thì một cái nhỏ như thế này, chắc mình phải mở cửa rồi. Ok, tới rồi mọi người ơi. Mình sẽ đậu xe ở đây nhé. Ở đây các bạn thấy khuôn viên để xe của nó rất là rộng nè các bạn. Để được xe hơi rất là nhiều và để xe máy thoải mái luôn các bạn thấy không. Bây giờ ở đây là một cái khu văn phòng mà nó có nhiều cái công ty. Ở đây có một công ty Vina nhà Limax gì các bạn, nhưng mà buổi tối nó không có làm việc á. Ở đây rồi, rộng lắm các bạn, đây để xe thoải mái. Bây giờ mình sẽ dẫn anh em vào coi sân nhé. Trời ơi, cái này thì đánh gì rộng thế quá. Free phải đông đúng rồi đây. Mấy xanh đi qua đây tổng cộng đây là 11 sân đó mọi người. Bây giờ mình sẽ dẫn anh em đi xuống nè. Bên này có cái chỗ mà ngồi uống cà phê này, mình sẽ dẫn anh em qua uống cà phê bên kia kìa. Đó, đi qua đây nè. Sân cực kỳ rộng luôn mọi người. Cái khuôn viên mà để chúng ta ngồi á là nó rộng lắm luôn nè. Cà phê bên kia, chỗ để xe, có chỗ để xe máy bên kia nữa. Mà cái khuôn viên ngồi phía sau rất là rộng luôn. Một sân đó. Trần này là trần, cái đỉnh của nó cao nhưng mà cái xoải của nó ra phía sau thì nó sẽ rất là thấp. Nhưng mà nó như vậy, ở xoải trên đỉnh cao là tại vì người ta bung cầu lên đó là ok rồi đó. Đây, bên này là khu toilet nè mọi người. Bây giờ mình dẫn vô toilet nam. Mà là không vô toilet nữ được rồi. Vô toilet nữ luôn này, các bạn thấy không? Rất là sạch, đẹp, như tay. Đây tắm đã luôn nè. Nhà vệ sinh nè, thấy không? Mới xây này, cực kỳ luôn. Rất là mới toilet. Đây có khu để đồ cho anh em nè. Bên chỗ anh Hiển với chị Bông có lấy mấy cái này về để có gì để làm để đồ cho anh em. Thật sự rất là tuyệt vời. Sân. Anh em tranh thủ nha, không có sân để mà thuê đâu. Chưa,
chưa có khay, chưa có ngày mai bắt đầu là khai trương nha mọi người, nhưng mà bây giờ là đã gần như full rồi. Anh em nào có nhu cầu thì thôi đặt full luôn cho chị đi, giá là 120 các bạn nha, một tiếng đồng hồ. Nhưng mà bảo đảm các bạn nhìn vô sân các bạn sẽ mê liền. Ra đây được phục vụ nước, ở quên nước tính tiền chứ phải miễn phí. Nhưng mà có chỗ ngồi nha mọi người. Ok, bởi vì anh em nào thích thì cứ liên hệ qua bên này nha. Mặt bằng rất là đẹp và bên cạnh đó thì địa chỉ cũng rất là dễ tìm, à, rất là thoải mái. Hy vọng là anh em sẽ qua ủng hộ cho chị Bông. Cảm ơn nhiều.